Quang Huy xin kính chào quý vị khán thính giả đến với phần tin đầu giờ của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Mở đầu cho phần tin đầu giờ của ngày hôm nay thì phần tin sau đây cho hay bạo động ở Iraq giết chết 60 người. Các giới chức Iraq loan báo các vụ tấn công bằng xe bom đã giết chết nhiều người tại một đám tang ở một khu vực người Hồi giáo Sai chiếm đa số trong thủ đô Baghdad. Đây là một trong hàng loạt vụ tấn công xảy ra hôm thứ Bảy khiến ít nhất 60 người chết. Cảnh sát cho biết các vụ nổ ở thành phố Shah xảy ra gần một đám tang có đông người tụ tập. Ít nhất 50 người chết trong các vụ nổ này và 70 người bị thương. Các nhà điều tra cho biết một kẻ tấn công tự sát bằng xe bom đã thực hiện một trong các vụ nổ, trong khi ít nhất một vụ nổ khác xảy ra từ một chiếc xe cài bom. Trước đó, cũng trong ngày thứ Bảy, một loạt những vụ tấn công ở Iraq đã làm ít nhất 10 người thuộc lực lượng an ninh thiệt mạng. Vụ tấn công gây chết người nhiều nhất xảy ra hôm nay tại thị trấn Bayjis ở phía bắc Baghdad. Các giới chức an ninh cho biết, những kẻ nổ bom tự sát đã tấn công một căn cứ của cảnh sát, giết chết ít nhất 6 cảnh sát viên. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ những tấn công xảy ra giữa một làn sóng bạo động trên cả nước. Tuy nhiên, những vụ bạo động giữa người Hồi giáo Sunni và Hồi giáo Shiite ở Iraq đã tăng vọt trong những tháng vừa qua, làm tăng mối lo ngại về việc xảy ra một cuộc chiến toàn diện vì lý do giáo phái. Thêm vào đó, cuộc nội chiến bên nước láng giềng Syria hình càng làm bùng lên tình trạng căng thẳng ở Iraq. Người Sunni ở Iraq ủng hộ những nỗ lực của người Sunni ở Syria nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Hôm thứ Sáu, một vụ nổ đã xảy ra bên trong một đền thờ Sunni giết chết 15 người ở Samarra, phía bắc thủ đô Baghdad. Trong một diễn biến khác, cử tri trong khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện ở khu vực. Ba binh sĩ NATO thiệt mạng ở Afghanistan trong vụ tấn công của người cùng phe. Lực lượng quốc tế do NATO lãnh đạo ở Afghanistan cho biết ba binh sĩ của họ bị thiệt mạng ngày hôm nay khi bị bắn bởi một người đàn ông mặc đồng phục của lực lượng an ninh Afghanistan. Các giới chức Afghanistan xác nhận sự việc mà họ nói đã xảy ra trong tỉnh Pakitpatika ở miền đông. Những vụ tấn công được gọi là tấn công của người Tây trong khi các lực lượng Afghanistan quay súng tấn công các chiến hữu người nước ngoài đã giết chết một số khá đông binh sĩ nước ngoài ở Afghanistan. Những vụ tấn công này xảy ra trong lực lượng an ninh đang huấn luyện cho phía Afghanistan để họ tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh trước cuộc triệt thoái của NATO vào năm tới. NATO cho biết trong một thông cáo là họ đang hợp tác với các giới chức Afghanistan để điều tra vụ tấn công ngày hôm nay. Liên minh này không cho biết quốc tịch của các nạn nhân. Siêu bão Yusagi hoành hành ở Đài Loan và Philippines. Siêu bão Yusagi, cơn bão lớn nhất trong năm nay ở Thái Bình Dương, đang mang mưa to gió lớn tới miền Bắc Philippines và Đài Loan. Cơn bão tràn qua eo biển Luzon ngày hôm nay với những cơn gió giật lên tới 250 km/h. Tâm bão đi ngang qua quần đảo Batanes của Philippines, làm cây cối chóc gốc, hoa màu bị phá hủy và điện bị cúp. Chưa có tin về thương vong. Tại Đài Loan, giới hữu trách đã hủy bỏ các chuyến bay và đóng cửa trường học và văn phòng trước khi cơn bão thổi tới. Các chuyên gia dự báo, Yusagi sẽ mang mưa lớn tới vùng duyên hải phía đông và phía nam Đài Loan và có thể gây ra nạn đất chui. Theo dữ liệu, bão Yusagi sẽ yếu đi trước khi thổi thẳng vào Hồng Kông và duyên hải phía nam Trung Quốc, là nơi đã ban hành lệnh báo động đỏ. Một bản tin khác từ Pakistan cho hay, Pakistan phóng thích chỉ huy cấp cao của Taliban ở Afghanistan. Pakistan cho biết họ đã phóng thích một viên chỉ huy cấp cao của phe Taliban ở Afghanistan trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình đang bị bế tắc ở Afghanistan. Các giới chức an ninh nói, ông Abdul Hani Barada, nhân vật cao cấp nhất của phe Taliban ở Afghanistan bị giam ở Pakistan, đã được trả tự do ngày hôm nay. Họ không cho biết thêm chi tiết nào khác. Ông Barada
được xem là nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ nhì của phe Taliban trước khi ông bị bắt năm 2010 gần thành phố Karachi ở miền nam Pakistan. Khi đó, người ta tin rằng ông đang tự ý mưu tìm hòa bình với giới hữu trách Afghanistan. Kể từ đó, Washington và Kabul đã yêu cầu Pakistan trả tự do cho ông Barada và các tù nhân khác, với hy vọng việc đó sẽ thuyết phục phe Taliban buông vũ khí và tham gia đàm phán hòa bình. Từ năm ngoái cho tới nay, Pakistan đã thả 33 tù nhân Taliban. Căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo của Afghanistan và Pakistan đã âm ỉ từ nhiều năm nay, vì Afghanistan tố cáo Pakistan chứa chấp các thủ lãnh của Taliban và giúp họ hoạch định những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng Afghanistan và lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Pakistan cực lực bác bỏ tố cáo đó. Taliban nắm quyền cai trị Afghanistan cho tới khi bị Hoa Kỳ lật đổ hồi cuối năm 2001. Võ sĩ quyền Anh Ken Norden qua đời. Ken Norden, người thứ hai đánh bại Muhammad Ali, vừa qua đời hôm thứ Tư vừa qua ở tuổi 70. Norden nổi tiếng thế giới sau khi đánh gãy quai hàm Ali trong trận đấu quyền ăn hạng nặng năm 1973. Ken Norden là nhà vô địch quyền Anh chưa đoạt được chiếc đai nào trên sàn đấu. Người hâm mộ cho đến nay vẫn còn bàn luận về trận đấu quyết liệt tranh đại vô địch giữa Norden và Larry Holmes năm 1978. Tuy nhiên, trận đấu đầu tiên đánh bại Ali đã làm rạng danh Norden. Ken Norden đánh gãy quai hàm Ali ngay ở những hiệp đầu của trận đấu, và Muhammad Ali đã mang cái xương hàm gãy đó cầm cự với Norden trong suốt trận đấu. Tính cho đến lúc đó, mới chỉ có Joe Frazier đánh thắng Muhammad Ali trong trận đấu năm 1971. 6 tháng sau, Norden tái đấu với Ali, và Ali đã thắng điểm suýt soát. Ở trận thứ 3 diễn ra vào tháng 9 năm 1976, Ali cũng thắng điểm suýt soát Norden. Và giữa đai vô địch hạng nặng, cựu vô địch quyền Anh Mike Tyson hồi gần đây khi đi thăm Norden ở một bệnh viện gần Las Vegas đã viết trên trang Twitter như sau: Ken Norden luôn rất thân thiện với tôi, ngay cả khi tôi còn là một võ sĩ tài tử. Thật là một người đáng khâm phục. Manchester United tăng doanh thu nhờ truyền hình và quảng cáo ở Mỹ. Các hợp đồng bảo trợ và truyền thông, nhất là ở Hoa Kỳ, mùa giải này sẽ giúp tăng mức doanh thu kỷ lục cho đương kim vô địch giải bóng đá ngoại hạng Anh quốc tế, Manchester United, để câu lạc bộ này có thể bắt kịp cuộc đua doanh thu với hai đối thủ châu Âu khác là Real Madrid và Barcelona. Manchester United hiện do gia đình Glazer làm chủ. Gia đình này còn sở hữu đội Tampa Bay Buccaneers thuộc Liên đoàn bóng bầu dục NFL ở Hoa Kỳ. United mới đây cho biết dự báo doanh thu từ bây giờ đến tháng 6 năm tới sẽ tăng hơn 18% từ 668 triệu đô la của giai đoạn 12 tháng trước đó lên 684 triệu đô la. Các nguồn tin này đã đẩy giá cổ phiếu của United tăng từ 14 đô la lên đến 17.4 đô la hôm thứ Tư vừa qua. Câu lạc bộ bóng tròn giàu nhất của Anh này mới đây cũng đã ký thêm các hợp đồng bảo trợ ở Hoa Kỳ, đặc biệt là hợp đồng với đại công ty General Motors, hệ thống truyền hình NBC phát hình trên các trận đấu của giải bóng đá Premier League của Anh tại Hoa Kỳ mùa giải này. United hy vọng sẽ góp phần vào sự phát triển cho môn bóng đá ở Hoa Kỳ, nơi mà môn bóng bầu dục, bóng chay và bóng rổ được yêu chuộng hơn. Real Madrid là câu lạc bộ bóng tròn duy nhất phá được kỷ lục doanh thu trên 500 triệu euro, tức là tương đương với khoảng 668 triệu đô la. Tuy nhiên, đối thủ đồng hương Barcelona của họ theo chu tính năm nay cũng sẽ đạt được kỷ lục doanh thu này. Một bản tin khác từ Việt Nam cho hay, 90% dân Hà Nội đang phải ăn thịt từ các lò mổ bẩn. Theo thống kê, Hà Nội hiện có 2.571 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công không bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm, cung cấp tới 83-87% sản phẩm ra thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc gần 90% người dân Hà Nội phải ăn thịt từ các lò mổ bẩn. Tin VN Media cho hay,
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thành phố hiện có 6 cơ sở giết mổ công nghiệp và tổng công suất giết mổ là 1.200 con heo, khoảng 60 tấn một ngày, và 65.000 con gia cầm, tương ứng với 117 tấn một ngày. Tuy nhiên, thực tế các cơ sở này chưa hoạt động cầm chừng. Hiện tại chỉ đạt mức giết mổ trung bình là 200 con heo và 15.500 gia cầm. Như vậy, sản phẩm thịt heo được giết mổ từ các cơ sở công nghiệp chỉ đáp ứng được 3% và 11% nhu cầu thịt gia cầm tiêu thụ tại Hà Nội. Theo khảo sát của Chi cục Thú y Hà Nội, thành phố có 2.571 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công không đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm. Các cơ sở này đang cung cấp đến 83% thịt heo và 87% thịt gia cầm cho nhu cầu Hà Nội, đồng nghĩa với việc gần 90% người dân Hà Nội phải ăn thịt bẩn từ các lò mổ bẩn. Và kính thưa quý vị khán thính giả, sau đây xin mời quý vị khán thính giả theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình trên đài truyền hình Việt News.